Lùm cô cầm nơi buồn sang lên bình gấp khắp hạ yên, rè cầm lăng hạt rạp đường rút lại đề hội này mừng xàm đồ rụt Việt Nam. Âm nơi buồn sang họp bình gấp, đốt tích kinh lăn địa lờ ra ngành cơ bố, kinh dạy ạ cà sĩ cơ vật ra. Hình ăn có dòa đúm hàng cà sĩ lên nền cất trách lăn dìu hàng cà sĩ xe mì đi. Bình thuần, dinh xa làm đúm kinh mau ăn ốc là dờ lên nền xe mì đi mì, bố giớ clay giặc mạng ác, có dòa ăn ốc đục xe đắp thì đúm ăn ốc cơ bọa truyền thiên. Cái chi mà rụp từ cụ này có nông hạt dân bằng từ Bình Thuận đuôi màu lẽ nên chuyên cây trước an cơ kinh lành lẽ nên nuôi tệ này. Từ Ninh Thuận dọc theo bờ biển chúng ta sẽ đến với cung mừng Ninh Thuận có tuyên nuôi hàng cá sĩ rệ mà đặt trốt từ làn xe mình đi từ Việt Nam lợp bìm có mùi nẻ bảo trắng phàn đi cửa rệ tệ này rệ bút cái trái lạnh này mà luôn lưỡi đi hiểu ra chính xa làm tướng cái trái lạnh xe mình đi từ Việt Nam rê cơ nông hiệu xã hội dập dứt, chuyên lăng lại chặt ác tì cơ trình lần này. Cơ trình lần bỏ trắng cơ bụi buôn prong phản thiết kèm 5 km tỉnh Ngọ Tư, làm xã Hòa Thắng cơ trực Bắc Bình. Hồng kinh lần mò lũ cơ trình lần viên văn xem bỏ trắng, nhưng lẽ nộp cầm nơi hiệu chuyên lăng khả bị đi. Cái trái làn dê hàng cái sĩ nhiều gá, có nông màu trọa cổ lại lần cơ người chứ. Ăn ốc màu sa tinh lẽ ẻ cái sĩ, sa tinh lẽ chữ trọa. Phải yêu bà tuổi nguề, răng mờ đâm bôi đê hòng lũ ea xem, lệ nần tịt lồng mò nục chị em nằm hỏi đê, bác cứ lại bồ chăng mà rút. Thế nó chị tùy tụ ứ mơ hòng đòa plôi mai bò prác xa bỏ đùng. Lôi bộ prác xa cái chóc ea cầm bỏ mít. Lôi bà ea sẽ lại hiểu làm cho lẽ nên đi để dịp. Ea bỏ đùng tiện này như mì chắc. Bỏ đùng này mò bà tiện nục làm cho. Dưa này được trồng trên đất cát chị, nên độ ngọt nó sẽ cao hơn nhiều. Chỉ là xuống Bến Tre thì có dừa Bến Tre thì cũng là nổi tiếng. Nhưng mà mỗi nơi... Tiện nục nầu nhùm tê. Dạ chứ. Cái do đẹp là làm lần cho nên gầm mê. Mỗi ngày thì em mở cửa bán như thế nào? Thường thì bên em được... Xe rồi đề trị tâm màu. Đến tầm khoảng 6 giờ chiều là bên em dọn về. À, dọn về rồi là xe nước của mình là mình đóng cửa lại luôn, mình có ai để giữ. Ở đây chim mừng năm một ở qua trước kênh năm mùng làm. Đóng lại. Mít làm đề lệ nần đôi vết cửa sang. Xe này di chuyển luôn, di chuyển về nhà luôn. Rồi mỗi ngày có khách nhiều khách du lịch. Một lúc mất tuê rèm nằm ẹp bỏ đùng. Làm tiêm rùi nằm rừng chú, tuê rèm rút tiện này lùi đi. Phương rai đàm khăn rè tiện này nằm ẹp bỏ đùng lệ nần mà rút bếp hòn ngày đẹp này ngủ mì đi. Dạ dạ. Nên ở khu vực này xem cũng được có gọi là lượng khách, lượng khách nhiều hơn các xe khác còn lại đúng không? Dạ đúng rồi chị. Gần gạo gần trách lăn xe mì đi mì tì Việt Nam, đề rè tìm mùi nè xa làm tấm ăn ốc chuyên thiên tì kinh ẻ cà sĩ xe mì đi mì mừng chả Bình Thuận. Tuy người rè mùi nè, ông dốc con ông chuyên lăng clay chặt ác, mừng ăn ốc là xe lẫm trất chả ra clay chuyên lập chất cất tạ xem lây. Tấm clay hiệu chuyên lăng ăn ốc xe lệ nần khó nòa hà đếp nữ buồn sáng tỷ này. Mọi nộp tìm mùi nè, bị tuy người ông mô tì cả bác rìa tỷ này đần lẽ làng nhòl. Tại này, tôi nguyện mà bây can hạt đẳng ta, ý nữ lệ nần cơ xìm lăng khổ hạ tếp nữ buôn sang kinh ẻ cơ sĩ, lệ nần trách lăng nộ là xem tế kinh ẻ cơ sĩ. Tệ này, lộn mọ nụ là xem lắc ạ tìa lệ làm, ạ mô đá giang rùi mở rộp lệ. Rất lăng mừng cờ bùi, hàng cà sĩ mòi bè tư mì tù bòm ràn. Nụ là xem giặc ác, cờ đứng nuôi khắp lệ xem mực ạ cà sĩ, lệ nần đứng nuôi khắp mạ rụp. Tờ đá ạ quả ưm, hòng ạ bè tù bòm ràn, tục bình ịm bích hòng ạ nghịch ạ tìa tạp biệt, lê xích
xin anh nhớ pro tiệt làm lẽ e đã ngặt lập e cả sĩ cái nhị prai bị đã cầm ràn kể bật xem làng nhòa mùi nè tốt tì làn huỳnh thục kháng cơ bì xăm dì đè gèm đoài tù mẹt mừng vào hàm tiến nhưng ngôm nuôi ăn ốc mò lũ dù resort sang chùm đầy tức buôn prong phản thiết cơ nông ai ràn lầm bồi 3 km tầng mà đã trút tì làng nhòa mùi nè dễ hàng cả sĩ cơ nghiệp bì rằng tì làn huỳnh thục kháng lẽ đơn bà và tâm bụi ăn à bọt đùn lồng tì kinh ế cơ sĩ phản thiết làng nhòa nên nào chinh kể giặc ác mừng là ảnh quả ươm lòng trúc cỡ tì lại làm trách lăng mừng lồn bố ảnh ổn là giật mừng kinh ạc sĩ tìm bòm ràn hiếm mạc càn hạt đang mừng cơ bươi bế thông tìm bòi y ung bố kể xảm đi phân mừng ế mà mông lò bồm nít trúc cân nằm mông tìm bòi ế mà ràn y ung làm ạc sĩ rưỡi bữa rưỡi phá hàng màu lù mất tuê nguê chương thiên hệ bề bảo vệ âm mộ ta cầm chim nâng bằng sản nộp từ ta hệ tị này lắc ở mở qua để mà bút tị nộp chim nè bụng bụng nuôi hiệu mạ can hạt đang lập nhà cơ sĩ lắc ở điểm mặt trôn tị gụ bé để mà tốt tị sang chờ chỉ can này chứ ăn nộp cầm được buồn sang làm kinh mạ can làm nhòl gặp ở qua hầm xe mơ rồi bề đâm rề ở riêng hạt đang can ta mở nhà cơ sĩ màu bảo vệ hồng ý ung cây đẻ lơ rồi anh nhìn cái po lẽ nên cây xoay man làm cây tụ bằng mọi nhạc sĩ ông mà mổ cây qua đi đủ cờ đâm nuôi hiu làm nhạc sĩ đâm chơi cây ai cái tang đo nhòal mừng tua mộ qua trúc cấp luôn tua mông xin anh cấp lọc vết cửa hàng lắc mông tôi quần màn lọc vết đâm chôm nia tê sang prap em miết cảng vá nhòal cơ cây hiu mạ rủi đầy xếp bom màn vết bên nào rong mạ can hà đằng ta cây bút lao mừng tỉ cỡ sẽ xì sụt đuổi hết cây xoay măn làm cây tụ bừng tiện nục làng nhoal đẹ hỏng nghiện này lại thì hiu làm ẻ cả sĩ màu prắc do quạt làm sẽ xì blem nực bừng hóa bre na khem ram ara nâng can hiệu mạ lu sắp lưu hiệu mò plo tru tòa plo tòn can hiệu mạ âm mò dì trị sẽ nâng đi bôn sang thì gửm đam can hồng hà đưm peo sủi hình mực nâng nâng bôn sang tiện này buộc lạ bụi đam can hồng hà mà ram công trình ea tạc bằng giác bịa răng khăn eo lại em xin nâng peo kram dinh em xin tiện này nâng lẽ can điện rốt màu lu mơ dươi can điện rốt bịa ta giác cái tị nâng lẽ can điện rót dụ lên nền brung dàn peo mạ can điện rót khang màu mừng làn pa rôm làn span mồ nà gụ em xin chắc mồm cra lạc cự này nâu bẩm người chắc do ta lạc can điện rót nữa ta vì đó là lúc cá ngon và tươi nhất. Bọn cả em xin gom bít hồng nuôi phản thiệt mừng đêm lệ nần tục giả peo trúc cơ hội này sẽ ra tìm mùi nè để mà ra bài kết em xin bông người một bà vịt dơ cái bình cấp lệ nần cập dưới tính cụ này luôn cầm được buôn sang bình cấp để cấp lăng cơ làng kram em xin kết lăng hạt rạm lịch cả em xin xin bệnh ạ chế biến nước mắm như thế nào nhá. Cô cần này, giúp bệ cần trịch này đục một cái em xin. Cô đang làm cái công đoạn này thứ mấy của nước mắm đây cô? Này lẽ cần trịch hảo tốt. Tất ta, chăng kết em xin bổng nghi, xin bệ can để rõ mạ. Có mùi hương vị của nước mắm mà đặc biệt thì cách thức mình chọn cá như thế nào ạ? Ở đoạn này chăng cả em xin chắc, rõ mạ can để rõ ta, bế lúc lâu can xả ra bị cân ra. Dạ. Ba cá một muối, ba cá là một muối mình trộn cho đều. Trộn cho đều dạ. Nước mắm nó sẽ thành ngon Vậy là không có dấp nó không có dấp cá nó không có ỉn. Dạ. Là ra nước mắm nó đều là nó ngon. Dạ. Món lúc vừa càn địa rót. Xin anh, tê càn này rẻ rồi. Nhiều loại cá cơm thì mình chọn con cá cơm nào cô? Cá cơm sọc. Cá cơm sọc đen đúng không? Ừ, sọc. Chứ còn cơm lép. Càn địa rót brung. Này lẽ. Cần trích cả là tôi can đam ra chị em xin như vậy nè
Đây là ra công đoạn gần cuối cùng này. Gần mình gần lấy đâu đó, gần kiếu. Cái kiếu nó rồi. Rồi. Cái này là nước mắm còn nguyên nè. Nước mắm còn nguyên chất luôn. Còn nguyên chất. Còn nguyên chất mình chưa có kéo ra. Chưa kéo, sắp kéo nè. Sắp kéo này là sắp thành phẩm rồi, này thành phẩm. Dạ. Cô ơi, nem cơ em xin mò tâm thuần. Bao nhiêu năm rồi cô? Cô làm cũng được mười mấy năm. Mồi bếp lúc thuần lấy. Mười mấy năm rồi thì cũng rất là lâu đời đúng không các bạn? Mình mừng suy lễ dọn mới. Cô làm nước mắm thì từ lúc mà con của cô mới học cấp 2 phải không cô? Không, mới gần... Các em xin lắc nạc mô sở thuần lễ nâng trùa đợt này nạc mô rèm đại học thuần tập lộ lê. Vậy là cô có cái kinh nghiệm này. Nên cứ thông các em xin mừng suy thuần lê. Nào bông người chắc mừng kinh ẹc sĩ phản thiết. Trang trí của mình này sẽ rất là đặc biệt và có cái mùi thơm đặc trưng tại miền biển quê hương Phan Thiết. Cái ngao cửa nâng chăng cơ thọc là nịch hình cơ làng nhòa Phan Thiết. Tôi nghe về chó sang đùm phép em xin. Để lộ đi lẽ, ấn ốc hình đa làng nhòa đùm tì tàu tôn nằm lô nguyện thông Phú Hải Phan Thiết. Sang đùm phép em xin tìm bụi nè, hông ấn ốc hình đa màu lúc bạc cầm phục điết hông đùm kê bó bè nhùm đê. Cái nhằm bì đá cơ làng nhòa Phan Thiết lẽ nên bọn cả em xin tàu y tu thân y lộ đi hình đùm nạp hình. Phun màu mừng nửa chăm, được một tí, nửa chăm hiệu mạ càn và vết ý bè bè ở mồm mồm dinh, xin nên đùm hòng ra bì lúc. Lui xui bè nhùm mộ e, xin nên đi gỡ yêu lại em xin. Ý tệ này, nửa dân ta lại lâu ở miệt trần gia hòa, một cram dinh em xin. Miệt dân nửa ta lại lâu đùm em xin, làm khân bè xùi hên, lên nên bà chi cờ dắp lục càn. Xin nên bà vết bò tu tùn lên nên đi cất xăm rong mừng bọ này. Mọc yêu ai phun cơ bộm cả em xin. Bộm cả em xin cũng biết hòng lưu buôn sang Phan Thiết. Mọi bé tu thuần này, tớ ta, mọc cơ về cho Phan Thiết. Ý lưu trệ bố, tùm làng bộ đường gặp thuần ganh mênh cơ bộ hiểu mạ can. Cả ra đàm em xin. Em xin Phan Thiết bỏng ngươi. E ôi xem dinh nâng dơ cơ gặp chồm núi. Hết tích kinh này chẳng vào vết. Cơm đi làm sang gặp dùi. Ấm đi buôn sang bình gặp. Tướng ăn ốc đề nào chân lăng làm hạt rằm đồ rụt này. Mà rằm đi gây ra lê si hạt rằm nịch ta xem. Rằm găng và lời đình ca. Bọn ý cứ ăn ốc là xem mùi nè. Tháp chăm lẽ nên tự cho nhiều hàng cả sĩ. Hồng tướng clay tù tương tìm toa cha ra ninh thuận lẽ nên bình thuận lạc mau. Bết hồng clay kết cực tương mừng cơ đồng bắt sang chữ e. Lẽ nên đi buôn sang tự này. Mang mời tướng ăn ốc chân thị này. Mà ra chị nộp chương lập ác lâm kinh châu Á, Thái Bình Dương.